Sự kiện Ngày trí tuệ nhân tạo 2021 tiếp lửa đổi mới sáng tạo AI Day 2021 Empowering Innovation được tổ chức trực tuyến trong hai ngày 27 và 28/8. Đây là lần thứ ba Ngày trí tuệ nhân tạo được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện gồm ba chủ đề chính: trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu và phát triển, trí tuệ nhân tạo trong đổi mới sáng tạo, đào tạo, nuôi dưỡng nguồn nhân lực về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam trong đó nội dung về đổi mới sáng tạo hướng đến các sản phẩm trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu sẽ mang đến những góc nhìn mới mẻ về ứng dụng của công nghệ này trong việc giải quyết các thách thức của doanh nghiệp. đặc biệt tại sự kiện lần đầu tiên sản phẩm xe tự hành sẽ được giới thiệu đến công chúng Việt Nam. Ngày trí tuệ nhân tạo 2021 tiếp lửa đổi mới sáng tạo sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Vinai và các nền tảng mạng xã hội trong hai ngày 27 và 28/8. Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam là sự kiện thường niên sau hai năm tổ chức. Sự kiện thu hút quan tâm của đông đảo các nhà chính sách, quản lý, tập đoàn công nghệ, đơn vị nghiên cứu, thúc đẩy hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Tham gia ngày trí tuệ nhân tạo 2021 là những chuyên gia, các nhà nghiên cứu nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới trong lĩnh vực AI.